6 giờ sáng, các cán bộ phòng cảnh sát đường thủy, công an thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị thức ăn cho đàn cá. Sau một hồi kẽn dài khoảng 2 đến 3 phút, đàn cá ở xung quanh khu vực bến thủy nội địa của đơn vị đóng trên đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã tập trung về chờ thức ăn, quẩy đuôi tung tóe nước mỗi khi được cho ăn. Theo lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy, công an thành phố Cần Thơ, năm 2018, cán bộ chiến sĩ phát hiện nhiều cá con tập trung ở khu vực neo đậu tàu cano của đơn vị. Vì vậy, các cán bộ chiến sĩ đơn vị đã mua thức ăn dạng viên nhỏ để cho cá ăn. Dần dần, đàn cá kéo nhau về bến ngày càng đông. 2 tháng sau, đơn vị tập cho cá có thói quen biết đến giờ ăn bằng cách gõ kẽn mỗi khi cho ăn. Hiện nay, chỉ cần nghe tiếng bước chân của cán bộ đi trên cầu dẫn là đàn cá ùn ùn kéo về. Mỗi ngày, đơn vị tổ chức cho cá ăn 2 lần vào lúc 6 giờ sáng và sau 5 giờ chiều. Hiện nay, thức ăn cho đàn cá trên sông Hậu ở phòng cảnh sát đường thủy do cán bộ chiến sĩ và nhà hảo tâm đóng góp. Mỗi ngày, đơn vị cho cá ăn khoảng từ 15 đến 20 kg thức ăn. Một số người dân biết về đàn cá thiên nhiên độc đáo này cũng mang thức ăn đến cho cá ăn sau giờ hành chính. Theo nhận định của những người nuôi cá lâu năm, đàn cá này có tổng trọng lượng khoảng 12 tấn, bao gồm các loại cá như cá tra, cá vồ đếm, cá trê, cá sóc sọc, cá mè dinh. Những lúc nước lớn, đàn cá về chen kín khu vực cầu dẫn. Chúng tranh thức ăn và vui đùa cùng cán bộ chiến sĩ. Sau khi ăn, chúng lại kéo ra sông, rồi chờ tiếng kẽn để trở lại. Nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của các cán bộ chiến sĩ trong hơn 2 năm qua, mà đàn cá sinh sản phát triển trên diện tích mặt nước khoảng 2.000 m² ven sông Hậu. Theo Thượng tá Đỗ Văn Thương, Phó trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ, bên cạnh việc cho cá ăn hàng ngày, cán bộ chiến sĩ còn nhắc nhở, vận động người dân không vào khu vực bến thủy nội địa để câu cá, chài lưới. Những năm qua, nhiều đoàn khách trong và ngoài thành phố đến tham quan đàn cá tự nhiên độc đáo này. Mới đây, lực lượng đoàn viên thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ thực hiện công trình vườn rau bến cá để cùng huy động các nguồn lực chăm sóc đàn cá tốt hơn, góp phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản trên sông Hậu.